sử phát triển không thì cái gì học thì cũng phải xem xét đến yếu tố ra đời của nó ra đời như thế nào, trong hoàn cảnh nào. Đấy. Đấy. Thì như thế này, bây giờ cái lịch sử và quá trình phát triển thì nó sẽ theo cái dòng thời gian và những cái mốc mà nó đạt được là cái gì. Thì mọi người hiểu cô đọng là như thế. Thế thì mình mới nhận thấy là như thế này. Hồi trước là mình cũng học một số anh em mà đi học ở Malaysia, Singapore về. Đấy. Và toàn bộ cái nền tảng kiến thức của nó cũng xuất phát từ đất nước Trung Hoa. Và ở Việt Nam thì mình cũng có điều kiện học các thầy bên Trung Quốc. Đấy. Và các thầy trong nước. Thì cuối cùng là gì? Cái gốc cuối cùng ấy, mặc dù anh bạn hàng xóm mình anh ấy cũng đôi khi là cũng không không phải là câu chuyện đó nó hay lắm về mặt chính trị, thế nhưng ta phải thực tế, ta phải thừa nhận là gì, phong thủy là kết quả nghiên cứu của họ, phong thủy là kết quả nghiên cứu của đất nước Trung Hoa, nên cái nguồn gốc của nó bắt đầu từ đó, nguồn gốc bắt đầu từ đó. Thì phong thủy thì ngay từ cái thời nguyên thủy, có phải mọi người có biết rằng là cái thời nguyên thủy con người đã biết chọn hang hốc để ở, chọn bên ở hai bên bồi để canh tác đúng không? Nghĩa là đấy là những cái dấu hiệu đầu tiên của việc làm phong thủy. Và cái việc ghi nhận của nó thì bắt đầu từ thời nhà Chu. Từ thời nhà Chu. Này là thời gian. Thì thời nhà Chu từ năm 1122 đến năm 249 trước công nguyên, thì lúc này phong thủy thể hiện ra thì cách lựa chọn nơi ở này, biết lựa chọn nơi ở này, nơi ở này, nơi canh tác này, đây là quá trình phát triển. Thì vào thời nhà Chu nó đã giải quyết được vấn đề như thế này. Ok, thì này. Đấy. Cái mốc đầu tiên, mốc thời gian đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai, sau đó thì đến đời nhà Tần từ năm 221. Từ năm 221 đến 207 trước công nguyên. Thì lúc này thì có sách phong thủy đã được tổng hợp thành sách, nghĩa là đã có sách viết về phong thủy. Và người ta coi khí là phong thủy, là một đối tượng quan trọng của phong thủy. Khí thì câu chuyện bắt đầu như thế này. Câu chuyện này là câu chuyện mà cách đây hơn 2.000 năm, hơn 2.000 năm. Lúc đó thì có cuốn sách nổi tiếng của Quách Phác. Quách Phác thì trong cái cuốn sách của Quách Phác ấy thì đề cập vấn đề là táng cả âm trạch và cả dương trạch, trong đó có một câu rất nổi tiếng là gì, táng giả thừa sinh khí, táng giả thừa sinh khí, nghĩa là chết thì phải chôn nơi có khí, mà ở thì phải ở một cái nơi nó tàng khí, ở nơi một nơi tàng khí. Thế thì có một cái điều nó xảy ra là như thế này, cùng với thời gian này thì nhà Tần có bắt đầu Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đấy. Thì có một cái điều mà lần vừa rồi sang Trung Quốc tôi mới ngộ ra. Thì câu chuyện Vạn Lý Trường Thành thì chưa bao giờ mọi người, ngoài cái vấn đề là gì, bảo vệ bờ cõi chấn cứ sợ khỏi quân
Nguyên Mông, vân 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 vân, thì chưa ai đề cập đến vấn đề phong thủy ở cái bản lý trường thành. Thế nhưng bắt đầu nếu những người nào hiểu phong thủy ấy, thì hiểu đến mạch khí. Mạch khí nó di chuyển dựa vào cái việc di chuyển của đồi núi, thì mới việc thấy rằng à, vạn lý trường thành nó xây dựng mấy chục nghìn cây số mà xây toàn bộ trên sông núi. Và đến thời điểm này thì cũng không có hiện tượng là gì, họ cắt vạn lý trường thành để họ làm đường qua. Vừa rồi có một cái đường ngầm hình như là hơn 100 cây số đi qua, nhưng đi song song, và có chỗ đi qua thì đi qua sâu bao nhiêu hàng cây số dưới đất, nghĩa là nó sẽ không ảnh hưởng đến mạch khí của nó, không ảnh hưởng khí nó. Thế mình bảo là à, vậy thì rõ ràng là không có trong truyền thông, nhưng cái bài toán mà xây dựng vạn lý trường thành ngoài các yếu tố là bảo vệ bờ cõi, nó còn mang một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đó là bảo vệ long mạch quốc gia, bảo vệ mạch khí quốc gia. Thì cái vấn đề này mới thấy rằng là cái tầm quan trọng của phong thủy. Và ngay từ hơn 2.000 năm trước, người ta đã đề cập đến vấn đề này. Anh chị em tìm xem, không có một nơi nào trên đất nước Trung Hoa vạn lý trường thành bị cắt ra. Mà tại sao xây một cái đường thành mà mấy chục nghìn, hơn 20.000 cây số thì phải, hơn 20.000 cây số mà chỉ để bảo vệ bờ cõi, làm gì có chuyện đó, có người đâu mà đứng bảo vệ. Và hơn 20.000 cây số thì làm gì chả có chỗ qua, thì làm gì có người đứng bảo vệ, đúng không? Đấy. Thế nên là bài toán ở đây nó không dừng lại, nó không dừng lại ở cái việc mà bảo vệ biên cương, mà nó còn là vấn đề gì, bảo vệ long mạch quốc gia. Đây là vấn đề lớn. Và thực ra đây cũng là một nguyên nhân mà khiến cho bản thân tôi cũng phải trăn trở sau chuyến đi vừa rồi. Chính vì vậy nên là quyết định là phải dừng những cái lớp đang dạy lại và làm một việc lớn hơn, làm một việc lớn hơn. Đó là việc của Xherodon. Đó là việc của Xherodon mà đang nói trao đổi với mọi người. Đấy. 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 Thì mọi người hiểu giá trị của nó. Và mình thấy rằng là gì? Vậy thì cái vấn đề ở đất nước Trung Hoa này nó còn nằm ở cái bài toán, nó không phải là cái bài toán là bảo vệ biên cương nữa, mà nó còn nằm ở cái bài toán ở đây là gì? Bài toán tổ quốc, bài toán đất nước. Và nó từ 2.500 năm trước mà, đúng không? Thế nên là khi mà cái cuốn sách của Quách Phác ấy ra đời vào đời Tần ấy, thì nó đã giải quyết vấn đề, nó nói lên cái vấn đề này. Khi liên hệ vào mới thấy rằng là nó đã nói lên vấn đề này rồi. Và ở đây có một điểm nhấn là gì? Vậy thì hơn 2.000 năm trước người ta đã coi khí là phong thủy được. Người ta đã nói lấy một cái vấn đề rất là gì? Khoa học. Người ta đã coi khí là phong thủy rồi nhé. Hơn 2.000 năm trước người ta đã coi khí là phong thủy rồi. Và người ta để lại thành sách cơ. Người ta để lại thành sách cơ. Chứ không phải là vấn đề, chứ không phải là vấn đề là nói truyền miệng nữa. Mà bây giờ, đến bây giờ tài liệu về khí của Quách Phác vẫn còn mà. Mà bây giờ bán rất nhiều, ở Việt Nam cũng dịch bán rất nhiều. Các bạn có thể mua cuốn tài liệu Táng giả thừa sinh khí, à gì, Táng khí gì đấy, của Quách Phác. Táng kinh, đúng không? Trước rồi,
người ta đã coi khí là phong thủy rồi. Thế mình bây giờ tôi mới phát hiện ra là một điều là gì? Vậy thì rõ ràng là cái khoảng cách mặt bằng chung về phong thủy ấy, giữa mình với bên nước họ cách nhau rất là xa. Khi sang bên họ gặp thầy này, thầy kia, đi đâu chỉ quan điểm phong thủy nó gần như giống nhau hết này, y chang hết này. Nhưng của mình thì làm sao? Mỗi người nói một hướng, mỗi người nói một hướng. Tại sao tôi cấm tuyệt? Các anh chị phải hình dung là tôi mấy nghìn học trò, nhưng không bao giờ có học trò của Đại Lam lên mạng cãi nhau về kiến thức. Bởi vì tại sao? Bởi vì bản thân chúng ta không đồng đều, không đồng nhất. Giống như nhìn số 6 và số 9 ấy, mỗi ông đứng một đầu á, ông bảo đây là 6, ông bảo đây là 9, cả hai ông đều đúng. Đúng là theo cái quan điểm của mỗi người thôi, vì chúng ta không có một cái quy chung, quy chuẩn chung. Đó. Nên chúng ta mới bị như thế. Thế nên mà rất đáng buồn là tại sao? Nếu như mà chúng ta không làm, mà chúng ta không đẩy mạnh lên, thì mọi người vẫn là à, hướng này hợp với tôi. Hướng này ở đâu? Rốt cho vào trong cái phòng kín mít, chả có khí. Vẫn là hướng này hợp với tôi. Chúng ta sai lầm mà. Chúng ta bị rất nhiều sai lầm ở chỗ đó. Cái bát trạch nó ngấm vào tiềm thức này. Và các anh chị hình dung là năm 2016-2017, khi tôi đứng lớp tôi nói về vấn đề này, cách đây 6-7 năm tôi đứng lớp tôi nói về vấn đề này, thì mọi người lắc đầu. Mọi người lắc đầu. Không phải được đông người như bây giờ đâu. Khóa này tôi sẽ chia sẻ hết cho các anh chị những cái mà tôi đang suy nghĩ về cái vấn đề phong thủy của chúng ta, và tôi sẽ đi sâu hơn. Thì tôi mới thấy rằng là để mà có được Đại Nam như ngày hôm nay, để nhiều người ủng hộ ngày hôm nay, thì phải rất nhiều người thành công thì mới có được cái ngày hôm nay, và rất nhiều người kiểm chứng chứ không phải riêng một mình tôi. Thế nên là cái bát trạch nó không còn phù hợp nữa. Khóa này chúng ta sẽ không học đến bát trạch nữa, bởi vì nó đã sai với quan điểm từ hơn 2.000 năm trước của bên Trung Quốc rồi. Cứ coi nó, người ta coi nó là khí, là phong thủy mà, đúng không ạ? Thế nên là không còn phù hợp nữa. Và tiếp theo đến đời nhà Đường. Đời nhà Đường từ năm 618 đến năm 907. Nghĩa là sau công nguyên rồi. Thì lúc này phong thủy được xét đến với vai trò là khí và vận khí. Khí và vận khí. Đây là một điểm mới này, vận khí này. Đây là một điểm mới. Khí và vận khí. Thì đây được coi là một điểm mới. Cái điểm mới này này, nó thể hiện như thế nào? Nếu như đời Tần, thời điểm trước công nguyên ấy, thì người ta coi phong thủy là khí thôi. Nên ở đâu thì người ta thường là xem gì? À, xem bằng hình nhé. Trước mặt là Minh Đường này, là Chu Tước này, bên tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ này, Hậu Huyền Vũ này. Thì mọi người bảo, nếu mà hiểu cái gốc ấy, thế thì bây giờ đẻ ra bốn con thú đấy làm cái gì nhỉ? Mấy ông thầy này vẽ chuyện, đẻ làm gì? Thế chúng ta tưởng tượng nhé, nếu phía trước chúng ta bằng phẳng và rộng rãi này, bên trái có một dãy núi này, đấy, bên phải có một cái dãy núi nhỏ nhô lên phía trước này, trái nhô phía sau này, phía sau là Vũ, thì cái mảnh đất khí nó có giữ lại không? Hình dung chưa? Vậy thì cái mục đích của tứ thú đấy là làm gì? Để cho khí nó giữ lại, nó bao bọc lại, để cho nó tản khí. Thế nên là cái ngày xưa ấy, cái thời điểm mà trước đời nhà Đường ấy, thì người ta chỉ quan tâm phong thủy đến mức ở góc độ như thế thôi, chứ cái không có la kinh, không có phân độ phân niếc bao nhiêu đâu, bởi vì nó không tính đến vận khí mà. Nên là cái yếu tố đó nó có rất ít, nó chỉ có, tất nhiên là để có được tuyên bố như thời Đường thì nó phải có những sự nghiên cứu và sử dụng ở trước đó rồi. Nhưng cái vấn đề là phổ cập ở cái thời điểm trước thời Đường ấy, thì nó chỉ phổ cập vấn đề là làm thế nào để mảnh đất đó tứ thú nó bền, nó vững bền, cái khí nó tản lại được. Đấy. Thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, nó nằm ở chỗ đó. Đấy. Thì nó chỉ nói đến khí thôi. Đấy.
Nên là nói đến hình ấy, nhiều bố bây giờ còn đích nhiều trồng cái cây không phải là cái gì đâu. Ông trồng bên trái nhà ông một cái cây, bảo bên thanh long, mẹ bên thanh thế chẳng nghe ông giết thằng hàng xóm à, trái của nhà ông thì bên phải của thằng hàng xóm. Mà bây giờ cả một cái dãy phố ấy, nó có phân biệt nhà nào đâu. Thầy bảo là gì, bây giờ phải chặt cái cây để đi. Hỏi mình họ thế tại sao chặt đi, bảo vì nó mọc ở bên phải nhà mình nên thầy bảo phải chặt đi chuyển bên trái. Mình bảo thế này thì chết, giật mình thế này chết, thế này thì đường phố chả có cây xanh nào, bởi vì thằng nào cũng thế thì chặt hết à, trái nhà mình thì phải nhà nó, thế thì đến thầy cũng sang nhà nó bảo chặt chặt hết cả dãy phố à, không làm được. Thế đấy cũng phải là phong thủy, mình không hiểu những cái gốc của nó, nếu tàng khí rồi thì làm gì phải thay nhau bạch cầu nữa. Thế thì trước thì đường đến, nhưng mà đến đời đường ấy thì bắt đầu cái khí này được xét khác này. Nói đến vận khí, vận thì phải nói gì, hên xui. Ông đánh bài đánh ta nả các ông biết rồi đúng không, vận đang vận đỏ dấn lên tí, nhưng mà đến vận đen à, vận thì nghĩa là có được có mất, có tiến có lùi đấy. Thì đến cái thời đường này thì người ta đã hiểu ra vấn đề đó đấy. Thế nên mà có câu gì nhỉ, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, mọi người hình dung cái đoạn này chưa đấy. Thì lúc này thì người ta đã xét đến vận khí, nghĩa là đến một thời điểm nào đó nó vượng và đến một thời điểm nào đó nó suy đấy. Đến thời điểm nào đó nó vượng và đến thời điểm nào đó nó suy đấy, bắt đầu mọi người hiểu ra vấn đề. À vậy thì đây chúng ta thấy không, đây dòng thời gian này và đây này quá trình phát triển này, đầu tiên chỉ là lựa chọn chỗ ở này, cứ kín gió là được, cứ canh tác ở bên bồi chứ không ở bên nào đúng không đấy. Sau đó thì bắt đầu là gì, đến đời tần bắt đầu có sách này và coi phong thủy là khí này, sau đến đời đường này coi phong thủy là khí và vận khí. Vận thì bắt đầu là phải biết là à thời điểm nào nó thay đổi, thời điểm nào nó không thay đổi. Đấy. Bắt đầu thấy rõ ràng nó là có một cái quá trình phát triển mà. Và sau đời đường thì phong thủy phát triển rực rỡ. Từ đây trở đi là bắt đầu nhó đến vận khí thì bắt đầu nó đẻ ra qua nhiều trường phái luôn. Nào thì tam nguyên, nào thì tam hợp phái, nào thì huyền không vi tinh, nào thì huyền không lục pháp. Xong là kinh dịch, xong bát tự, xong tử vi, xong lục hào, xong lục nhâm. Từ trên đời. Thế thì mình bảo là như thế này, bây giờ nó nhiều lắm. Thì bây giờ tìm được cái con mèo nào ấy nó bắt được chuột là được. Thế bây giờ mình thôi, đừng có quan trọng hóa là bây giờ 5 triệu thì dùng bát trạch, 10 triệu thì dùng huyền không vi tinh, gói 20 triệu thì dùng huyền không lục pháp. Bây giờ đã tư vấn là thôi dùng cái nào mà dùng được là dùng. Thế còn đừng nghĩ đến tiền nữa. Thế thì cuối cùng là gì? Mới có đại nam, mới đẻ ra là gì? Thập cẩm. Tôi vẫn gọi là gì? Ở đại nam là thập cẩm. Bởi vì cái gì các anh chị học xong cuối cùng là các anh chị học lên cao cấp với thầy mạnh. Ô cái gì cũng học cũng thấy có thầy ạ. À. Cái gì cũng thấy có. Thì mình cứ học nhiều xong cái gì đã áp dụng được thì được. Ví dụ vừa rồi sang Trung Quốc mớ tài liệu về. À, kể cả tài liệu mật truyền ba đời của thầy hay gì về đó, thầy cho chụp ảnh xong về in ra hết. Và thầy có dùng em, mà từ từ ạ. Bây giờ phải xem á. Bây giờ mang hết hồ sơ ra đây xong rồi đối chiếu với những cái này xem nó có đúng không, đúng thì mới dùng chứ. Cho thì cũng quý thôi. Nhưng mà sách mình dịch cũng nhiều mà. Thì mình dùng là phải đưa vào thực tế xong dùng được hay không mình mới dùng. Nhá. Thì ở Đại Nam cũng là thập cẩm thôi. Thế nên là nhưng mà em vẫn tự hào gì, nên là em không dám bảo là thầy ơi thầy phương pháp của thầy có thể làm cái này làm kia hay là phương pháp thầy tên là gì, thôi đừng quan trọng vấn đề đó. Cái mà mình dạy cho mọi người là gì, những cái gì mà mình có từ thực tiễn mình dạy cho mọi người đó. Thì ở Đại Nam là thế. Thì vừa rồi thì hôm qua một số cái công trình phong thủy lớn ở trên Trung Quốc thì như Tử Cấm Thành thì do là Tăng Cầu Kỳ thiết kế về phong thủy nhé, chứ không phải là kiến trúc sư nhé, vì kiến trúc sư là có cả người Việt Nam nữa. Về thập tam năng thì là do Lưu Quân Khanh. Thì bắt đầu ở Trung Quốc ấy thì cái vấn đề phong thủy này họ dạy đầu tiên là họ dạy cho nội tộc đấy, con vua con chúa thì mới được học phong thủy, chứ không như chúng ta gần 1.000 người, ví dụ như đang ngồi đây là gần 1.000 người đấy,
thì không 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 có câu chuyện như thế. Đấy. Mà họ dạy trong trong các gia tộc thôi, đội tập thôi, truyền trong các đội tập thôi, chứ không phải dạy như chúng ta ngồi đây tùm lum với nhau như thế này, đông như thế này. Đấy. Có khoảng độ 100 họ, mình ở đây là bách gia 100 họ, nên còn họ không phải như thế. Đấy. Thì ở Trung Quốc ấy thì có năm cái gia tộc mà phong thủy nổi tiếng. Đó là đầu tiên là Dương gia, người đứng đầu là Dương Quân Tùng. Đấy. Mà bây giờ cái làng Tam Liêu ấy, mà nhiều người ở bên Việt Nam cũng sang học, nhưng mà cái làng Tam Liêu thì bây giờ nó nhiều bộ môn, nhiều môn phái và nhiều người dạy quá, và cái gốc của nó thì cũng chắc là cũng có, nhưng mà sẽ rất là khó để tiếp cận được cái gốc. Đấy. Tiếp theo là họ Tăng, Tăng gia rồi Liêu gia rồi Lại gia này, Lưu gia này, thì cũng có rất nhiều cái dòng họ, dòng tộc. Đấy. Thì ở Việt Nam thì chúng ta vẫn nghe câu chuyện truyền thuyết về cái thầy Tà Ao ở Hà Tĩnh. Thì có một số tài liệu thì có ghi lại là tên thật của thầy là Nguyễn Đức Huyền. Nguyễn Đức Huyền. Thì ở đây thì không phải là thầy tự nghiên cứu và tìm ra được cái cách làm phong thủy, mà do là gì, cái thời điểm mà thầy còn nhỏ ấy, thì là có một thầy Trung Quốc thì chữa mắt cho mẹ, sau đó thì theo thầy Trung Quốc đó sang bên Trung Quốc học nghề y. Thì phong thủy đó dạy cho thì và sau đó về nước hành nghề. Vậy thì rõ ràng là thôi, cái gốc vẫn là từ bên đất nước Trung Hoa, chứ nó không có gì cả. Sơ lược vấn đề về lịch sử phong thủy đó là như vậy, đúng không ạ? Chúng ta cũng không mất nhiều thời gian vào đây quá. Chúng ta hiểu rằng nó có quá trình, nó có quy trình, và cái gốc nó từ đâu. Bỏ cái tôi dân tộc đi một chút, tạm thời gác vào một chút, và chúng ta chỉ nghĩ đến góc độ khoa học và chấp nhận rằng là lịch sử phát triển của phong thủy là từ đất nước Trung Hoa, phải chấp nhận điều đó đấy. Bản thân tôi là người rất yêu nước, thế nhưng mà cái gì mà nó là khoa học, nó là tri thức thì vẫn phải cố học, vì nó đúng mà. Chứ chúng ta không thể nói là vì yêu nước mà ta nói rằng là phong thủy là từ đất nước Nam của chúng ta là như thế này như thế kia, vì chúng ta cũng không thể nào mà đi ngược lại cái quan điểm khoa học được. Giống như bây giờ chúng ta vẫn dùng các định lý, các tiên đề, mệnh đề của bên Hy Lạp cổ đại thôi, nó cũng là một cái công việc như thế để sử dụng vào trong các tính toán và thậm chí dạy học cho các cháu, các lớp bây giờ, cơ bây giờ thế thôi. Thì chúng ta coi đó là vấn đề khoa học, chứ đừng đặt nặng cái vấn đề là cái tự tôn dân tộc, bản thân mình là người yêu nước. Thậm chí slogan của Đại Nam bây giờ là còn gì, thay đổi cái slogan của Đại Nam là gì, vì một dân tộc hùng cường, trước kia là vì cuộc sống an lạc thịnh vượng, tới đây là sẽ thăng đang làm lại bộ nhận diện thương hiệu, thay đổi là vì một dân tộc hùng cường. Đấy. Nhưng mà không có nghĩa rằng là vì một dân tộc hùng cường ta không có quyền đi học, đúng không ạ? Đấy, anh em cố gắng nhé, mình phải nhìn nhận đúng.